mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của đài truyền hình bạc liêu thưa quý vị và các bạn Tối hôm qua, Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh Dương Thành Trung đã chủ trì cuộc họp với các đồng chí Phó Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và đơn vị tổ chức sự kiện để thông qua dự thảo kịch bản thực hiện chuỗi sự kiện tại hội nghị xúc tiến đầu tư. Tại cuộc họp cùng với việc đóng góp ý kiến cho dự thảo kịch bản tổ chức chuỗi sự kiện, các đại biểu cũng đã báo cáo tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến hội nghị xúc tiến mà Quỹ Ban Nhân dân tỉnh đã giao cho trước đó. Mở đầu cuộc họp, Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh Dương Thành Trung thông tin, đến nay Ban thường vụ và thường trực tỉnh quỹ thống nhất cao việc tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư năm 2018. Tỉnh quỹ cũng đã giao nhiệm vụ cho Ban cán sự đảng thường trực Quỹ Ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành triển khai nội dung của các sự kiện hợp lý, vừa phải, không tạo áp lực lớn về thời gian, nhằm đạt được kết quả cao, ấn tượng tốt. Theo Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh thường trực quỹ ban nhân dân tỉnh sẽ sớm thành lập ban chỉ đạo và phân công các tổ để làm tốt các chủ sự kiện diễn ra tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này. Ngoài ra, để tổ chức thành công, quỹ ban nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện chuẩn bị chu đáo để đồng hành cùng với tỉnh. Các sở ngành phải khẩn trương tham gia thực hiện nhiều công việc được phân công ngay từ sau cuộc họp này. Các đại biểu cũng đã nghe đơn vị tổ chức sự kiện trình bày kịch bản tiến hành chuỗi sự kiện tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2018 với chủ đề Khơi dậy tiềm năng, phát triển bền vững. Hội nghị sẽ diễn ra trọn ngày 18 tháng 1 năm 2018, bao gồm 3 phiên chính là phiên khai mạc, phiên chính về hội nghị xúc tiến đầu tư và phiên bế mạc. Hội nghị diễn ra với hàng loạt sự kiện chính như hội thảo giới thiệu tiềm năng kêu gọi đầu tư của tỉnh, lễ ký kết hợp tác, trao giấy phép chủ trương đầu tư trao quỹ an sinh xã hội, lễ khởi công nhà máy điện gió giai đoạn 3, lễ khởi công khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lễ thả tôm nuôi theo mô hình siêu thâm canh trong nhà kính, lễ bế mặt hội nghị. Cũng theo kế hoạch trên, hội nghị xúc tiến đầu tư lần này sẽ có khoảng 500 khách mời, bao gồm lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành, các tỉnh, thành phố và các vị khách quốc tế. Trước đó, trong ngày 17 sẽ diễn ra lễ công nhận quyền Phước Long đạt chuẩn quyền nông thông mới. Thực hiện dự án nâng cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2015-2020, năm 2017, huyện Hồng dân đã thực hiện được 28 tuyến, giới chiều dài đường dây trung thế trên 20 km, dây hạ thế trên 41 km, có 30 trạm biến áp phân phối, giới tổng mức đầu tư khoảng 22 tỷ 800 triệu đồng. Trong năm qua, quyện cũng đã mắc điện kế mới cho 1.500 hộ, nâng số hộ dân sử dụng điện an toàn từ các nguồn lên 25.000 hộ, chiếm 97,8% tổng số hộ dân của toàn quyện. Khi có điện sử dụng, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên, diện mạo nông thôn về đêm được thay đổi hơn trước, tình hình an ninh trật tự luôn ổn định. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vận động người dân sử dụng điện an toàn và tiết kiệm cũng được quyền quan tâm thực hiện tốt. Quyền đã chỉ đạo cho các cơ quan, các ngành đoàn thể của quyền phối hợp tốt với điện lực, triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền như phát tờ rơi, treo băng rôn, vận động hộ dân ký cam kết. Nhờ vậy mà ý thức của người dân về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm được nâng lên. Việc khai thác sử dụng đèn chiếu sáng công cộng cũng được thực hiện tốt, qua đó đã góp phần tiết kiệm được hàng ngàn kilowatt điện. Nằm trong các hoạt động hưởng ứng chương trình tri ân khách hàng tháng 12 năm 2017, Điện lực Phước Long tổ chức vệ sinh công nghiệp miễn phí trạm biến áp cho ba khách hàng lớn, gồm công ty trách hiệu hạng một thành viên nhựa tí liên, doanh nghiệp tư nhân đồng tiến thị trấn Phước Long, chi nhánh doanh nghiệp tư nhân nhân tài xã Phước Long. Tại các trạm này, cán bộ kỹ thuật của Điện lực Phước Long tổ chức vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng trạm biến áp và các thiết bị của khách hàng. Bên cạnh đó, cán bộ Điện lực Phước Long còn hướng dẫn tư vấn cho các cơ sở sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Qua công tác vệ sinh trạm biến áp miễn phí cho khách hàng, còn nhằm kiểm tra những hư hỏng nhỏ để xử lý kịp thời, góp phần cho các cơ sở sử dụng điện được an toàn và liên tục. Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 16 giảm thấp nhiệt đới sau bão gây mưa nên đã có hàng trăm hecta đất chưa cải tạo hoặc đã cải tạo chuẩn bị xuống giống ở thị trấn Ngăn Dừa, huyện Hồng Dân và một số diện tích lúa mới xuống giống được khoảng 5 đến 10 ngày tuổi đều bị ngập. Nông dân đã tập trung bơm tát kịp thời bảo vệ lúa không bị thiệt hại do ngập úng. Đồng thời những nơi chưa làm đất thì tiến hành bơm tát sang bằng mặt ruộng, bừa trục làm đất để tiếp tục xuống giống lúa đông xuân. Do có sự tập trung chỉ đạo của cấp quỹ chính quyền thị trấn, nên tính đến nay, hơn 925 hecta đất sản xuất lúa đông xuân của nông dân thị trấn Ngang Dừa đã cơ bản được xuống giống sông. Nông dân huyện Phước Long hiện đã thu hoạch được trên 3.000 hecta lúa thu đông, năng suất bình quân đạt từ 6 tấn đến 6 tấn rưỡi trên 1 hecta, tăng hơn so với vụ mùa năm trước khoảng 1 tấn trên 1 hecta. Nhờ lúa trúng mùa, cộng với giá lúa trên thị trường ổn định ở mức khá cao, nên nông dân thu hoạch lúa rất phấn khởi. Bình quân mỗi công lúa thu hoạch thời điểm này, trừ các khoản chi phí, nông dân đạt lợi nhuận khoảng 2 triệu 500 ngàn đồng. Dự kiến trong những ngày tới, nông dân huyện Phước Long sẽ bước vào thu hoạch rộ trà lúa thu đông năm 2017. Để đảm bảo lịch thời vụ, tránh tình trạng lúa bị thiếu nước và xâm nhập mặn cục bộ giai đoạn cuối vụ, ngành nông nghiệp huyện Phước Long khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch xong trà lúa thu đông nên tranh thủ điều kiện thuận lợi, khẩn trương cải tạo đất, vệ sinh đồng ruộng, tập trung đẩy nhanh tiến độ xuống giống trà lúa đông xuân 2017-2018. Bà con nông dân thị xã Giá Rai hiện đang bắt tay vào thu hoạch vụ lúa lấp trên đất tôm với tâm thế phấn khởi, bởi lúa cho năng suất cao. Trong đó đáng chú ý là những diện tích lần đầu sản xuất lúa cũng cho năng suất khá. Tính đến thời điểm này, bà con nông dân đã thu hoạch được khoảng 60 ha với năng suất từ 25 đến 35 dạ một công. Với năng suất này, nhiều người có lợi nhuận cao bởi phần lớn diện tích sản xuất lúa trên đất tôm ở Giá Rai năm nay, nông dân tốn rất ít chi phí. Trong những ngày qua, vợ chồng ông Nguyễn Tấn Phát ở ấp 4 xã Phong Thạnh Na đã tự thu hoạch 0,5 hectare lúa lắp trên đất tôm. Những bông lúa triểu hạt no tròn làm cho vợ chồng ông hết sức phấn khởi. Năng suất cũng đạt hơn 30 dạ một công. Với năng suất này, ông có lợi khẩm. Bởi chi phí cho 5 công lúa sản xuất trên đất tôm của ông không đáng kể, chỉ vài chục ký phân và không một giọt thuốc quá học nào. Hôm rồi thì cũng có hỗ trợ, nhà nước có hỗ trợ số giống. Đó. Về xã, tỉnh xạ cũng để vấn đề cũng như là thay đổi cái môi trường để mình nuôi có hay là không thôi Nhưng mà không ngờ xạ cái sao nó lại tốt quá rồi cho nên giờ này ra bông trái rồi thấy sao mà nó phấn khởi quá khi được phát động sản xuất lúa trên đất tôm không ít nông dân đắn đo và không khỏi lo lắng bởi từ trước đến giờ có làm lúa trên đất nuôi tôm bao giờ sau khi được động viên hướng dẫn kỹ thuật sản xuất theo mô hình luân canh lúa tôm và được hỗ trợ lúa giống nhiều người đã mạnh dạn xuống giống và bây giờ cho kết quả khả quan năm nay là chủ trương của ủy ban cũng cho mở rộng cái diện tích sản xuất lúa cho đất tôm thì vừa qua là triển khai được 7 trên 8 xã dùng chuyển đổi bước đầu là bà, bà con ta cũng rất là bỡ ngỡ nói chung là cái mới của người dân mà hồi trước giờ tới chưa sản xuất thì qua cái hướng dẫn của anh em cán bộ kỹ thuật thì nói chung là người dân người ta cũng am, am, hiểu. Trong khi diện tích sản xuất lúa tôm ở các huyện như Phước Long, Hồng Dân bị rầy nâu phá hại, thì trà lúa lấp trên đất tôm ở thị xã Giá Rai không hề có rầy. Năm nay, thị xã Giá Rai có trên 1.000 hecta lúa sản xuất trên đất tôm, trong đó có hơn 900 hecta lần đầu tiên người dân sản xuất theo mô hình này, và thị xã đã hỗ trợ hoàn toàn phần lúa giống cho người dân. Nhiều khu vực lần đầu sản xuất lúa trên đất tôm cũng cho thu hoạch khá, như xã Tân Thạnh, Tân Phong, Phong Thạnh. Năm 2018, thị xã Giá Rai sẽ tiếp tục thực hiện các dự án lúa tôm nhằm đánh thức tiềm năng rất lớn này. Trong đó thực hiện hai dự án lớn ở xã Phong Thạnh A và Phong Tân với tổng kinh phí hơn 120 tỷ đồng và quy hoạch hàng loạt tiểu dùng lúa tôm ở các xã khác. Thị xã Giá Rai xem đây là một cuộc cách mạng trong nông nghiệp với quyết tâm biến chung đất rộng lớn chỉ độc canh con tôm, nay có thêm màu xanh của lúa. Sau thời gian đưa vào sử dụng, cầu xã Bảo thường gọi là cầu trâu xã Châu Hưng Nga và cầu dần xây thường gọi là cầu sập. Nói phường 8 chế xã Long Thành Quỳnh chính lợi xuất hiện nhiều mô cao hơn so với mặt cầu, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Cầu xã Bảo nằm trên quốc lộ 1A và thuộc đoạn đường thu phí BOT của công ty trách nhiệm hữu hạn BOT quốc lộ 1 Bạc Liêu. Công trình xây dựng nâng cấp cầu xã Bảo thi công xong và đưa vào hoạt động hơn một năm qua. Tuy nhiên, tình trạng xuất hiện những mô cao, chỗ thì lúng xuống, làm cho mặt cầu luôn gập ghềnh, gây loạn choạng, nguy hiểm cho người lái xe. Cầu dần xây cũng tương tự khi tồn tại những mô cao luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tình trạng xuất hiện và tồn tại những mô cao trên cầu xã Bảo, cầu dần xây đã và đang tạo nên nỗi bất an cho nhiều người tham gia giao thông bởi tai nạn lúc nào cũng có thể xảy ra. Vì thế, ngành chức năng, đơn vị chủ quản cần quan tâm khắc phục để việc lưu thông của mọi người được thuận tiện và an toàn. Đặc biệt trong dịp cuối năm, phương tiện lưu thông ngang hai cây cầu trên rất đông. Nếu để tồn tại những mô cao trên cầu như thế, thì khó tránh khỏi những vụ tai nạn giao thông không đáng có có thể xảy ra. Vào khoảng 13 giờ hôm qua, trên tuyến quảng lộ Phụng Hiệp đoạn gần km 72 thuộc địa bàn ấp Bình Thành A, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải có tải trọng 6 tấn mang biển số kiểm soát 51C 53528 lao xuống miệng cống kênh Thủy Lợi tại đoạn đường nói trên. Theo những người dân chứng kiến tại hiện trường, vào thời điểm trên, chiếc xe tải do tài xế Lâm Tấn Nghĩa, 35 tuổi, quê thành phố Cần Thơ, lưu thông trên tuyến quảng lộ Phùng Hiệp, hướng từ thành phố Cà Mau về thành phố Cần Thơ. Khi đến địa điểm trên, thì tránh chiếc xe tải lưu thông chiều ngược lại. Do không làm chủ được tay lái và tốc độ nên chiếc xe tải đã lấn vào lề đường một đoạn khoảng 100 m, hất tung toàn bộ bon lan can rào chắn miệng cống kênh thủy lợi rồi lao thẳng xuống miệng cống. Sau khi xe lao xuống, tài xế đã kịp thời phá cửa xe thoát ra ngoài nên không gây nguy hiểm đến tính mạng. Thưa quý vị và các bạn, Tờ Daily Mail của anh ngày 27 tháng 12 đưa tin, vệ tinh Mỹ đã phát hiện các tàu Trung Quốc chuyển dầu cho các tàu của Triều Tiên 30 lần trong 3 tháng, bất chấp lệnh cấm vận giao thương nghiêm ngặt mà Liên Hợp Quốc áp đặt với Bình Nhưỡng. Cụ thể, những hình ảnh chụp từ vệ tinh mới được công bố cho thấy các tàu của hai nước đã xích lại gần nhau để chuyển nhiên liệu ở biển Hoàng Hải. Tuy nhiên, hiện chưa rõ giới chức Trung Quốc có biết về những giao dịch này hay không. Hoạt động giao thương từ tàu sang tàu Triều Tiên đã bị cấm theo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua hồi tháng 9. Trong khi đó, báo Chosun Inbo của Hàn Quốc đăng một bức ảnh chụp hôm 19 tháng 10 cho thấy tàu Risonggan 1 đã kết nối với một tàu Trung Quốc. Sau đó, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt 6 công ty vận tải và thương mại Triều Tiên cùng 20 tàu của các công ty này vào danh sách trừng phạt. Trước đó, ngày 26 tháng 12, cơ quan hải quan Trung Quốc công bố số liệu cho biết, nước này không xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang Triều Tiên trong tháng 11 vừa qua. Năm 2017 đánh dấu sự nổi lên của xu hướng dân túy cực hữu trên khắp lục địa châu Âu. Dù các đảng theo xu hướng này không giành được chiến thắng trong hàng loạt cuộc bầu cử lớn, nhưng họ đã kịp mở rộng ảnh hưởng và sự ủng hộ trong cử tri và tác động tới chính sách của hầu hết các nước. Cá biệt nhiều nơi, đảng Dân Túy đã trở thành lực lượng chính trị lớn thứ hai, thậm chí lớn thứ nhất nếu tính cộng tất cả xu hướng Dân Túy lại với nhau. Tại Pháp, bà Marine Le Pen của mặt trận quốc gia giành được 33,4% số phiếu trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống và lần đầu tiên đảng này có tới 8 nghị sĩ tại Hạ Diện. Trong khi đó, đảng sự lựa chọn thay thế cho nước Đức cũng tạo được đột phá với hơn 12% số phiếu phổ thông và có 94 nghị sĩ trong quốc hội liên bang trong bầu cử quốc hội ở Đức năm vừa qua. Cuộc tổng tuyển cử mới nhất tại Cộng hòa Séc, đảng cực hữu SPD cũng giành tới 10% số phiếu. Tài áo thủ tướng Sebastian Kurz đã phải chấp nhận liên minh với đảng tự do FBO theo đường lối cực hữu để thành lập chính phủ. Mặc dù có đường lối khác nhau, mẫu số chung của các đảng dân túy cực hữu là thái độ chống lại giới tinh qua chính trị truyền thống, đòi hỏi thiết lập một xã hội trực tự và hệ thống pháp luật cứng rắn. Họ phản đối mạnh mẽ tình trạng nhập cư mất kiểm soát giành lại chủ quyền quốc gia đã trao cho Liên minh châu Âu, phản đối toàn cầu hóa và dịch chuyển sản xuất ra nước ngoài, chống lại giới lãnh đạo tham nhũng, giải quyết tình trạng bất bình đẳng thu nhập. Chỉ có điều dưới phân tích lo ngại các giải pháp mà họ đề xuất hoặc là không khả thi hoặc là có khả năng gây ra cú sốc lớn, phá hủy tất cả các thành quả kinh tế xã hội mà châu Âu đạt được trong nhiều năm qua, như đợi rút ngay đất nước khỏi liên minh châu Âu, khỏi khu vực đồng tiền chung euro, trục xuất hoặc chấm dứt hoàn toàn người nhập cư. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 18 người bị thương tại dòng của Nam Sudan sau khi hai cộng đồng đối địch đụng độ xung quanh việc đặt lại tên cho một ngôi làng Giới chức địa phương cho biết thêm, cảnh sát đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi, kích động bạo lực và các phần tử này sẽ sớm bị đưa ra xét xử. Chính quyền bang Cholen ngày 27 tháng 12 cho biết, đụng độ bùng phát thành bạo lực đẫm máu tại khu vực Borsau từ cuối tuần qua do các nhóm đối địch không thống nhất được việc đổi tên ngôi làng của họ từ Banwil thành Alnet theo đề xuất từ một trong hai cộng đồng. Trật tự đã được lặp lại tại khu vực này sau khi quân đội và cảnh sát thiết lập dùng đệm giữa hai bên. Trong nhiều thập kỷ qua, bạo lực giữa các cộng đồng và các gia tộc thường xuyên xảy ra ở bang Tronley, chủ yếu do tranh giành đất đai. Hồi tháng 11 vừa qua, xung đột sắc tộc tại đây đã cướp đi sinh mạng của hơn 50 người. Nam Sudan rơi vào tình trạng bạo lực kể từ tháng 12 năm 2013 sau cuộc xung đột chính trị giữa Tổng thống Sanva Kiir và Phó Tổng thống Riek Machar, người đã trở thành lãnh đạo phe nổi dậy. Cuộc xung đột này gây sự chia rẽ trong quân đội giải phóng nhân dân Nam Sudan, tạo thành các lực lượng tham chiến bên trong các gia tộc tại Nam Sudan. Xung đột đã khiến Nam Sudan rơi vào tình trạng đói kém nghiêm trọng, làm tê liệt các dịch vụ công và buộc ít nhất 4 triệu người, hơn một phần tư dân số phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Sau đây là cụm tin vắn. Nga sẽ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ 4 hệ thống phòng không S-400 trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó 55% hợp đồng được chi trả bằng các khoản dây từ phía Moscow. Thông tin này đã được Giám đốc điều hành tập đoàn Rostec của Nga, ông Sergei Chimizov, xác nhận khi trả lời phỏng vấn nhật báo Kommersant ngày 27 tháng 12. Đây là thỏa thuận vũ khí đáng kể nhất của Thổ Nhĩ Kỳ với một nhà cung cấp quân sự không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đạt được trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ankara và một vài nước phương Tây. S400 là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao hiện đại nhất của Nga, với khả năng mang 3 loại tên lửa bao gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Núi lửa Sinabung ở tỉnh Bắc của Indonesia trưa 27 tháng 12 đã có đợt phun trào dữ dội nhất từ tháng 8 năm nay. Trung tâm giảm thiểu rủi ro địa lý và núi lửa Indonesia cho biết đợt phun trào xảy ra vào 15 giờ 36 giờ địa phương và kéo dài khoảng 8 phút. Núi lửa Sinabung phun ra các đám mây khí ga và tro bụi xa tới 4,6 km. Cho núi lửa rơi xuống nhiều ngôi làng quanh núi Sinabung. Tuy nhiên, cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia cho biết không có thương vong nào do vụ phun trào gây ra. Núi lửa Sinabung hoạt động trở lại vào tháng 9 năm 2013. Các ngôi làng thuộc khu vực báo động đỏ trong bán kính 7 km từ đỉnh núi đã phải đi sơ tán. Tập đoàn Apple hiện đối mặt đồng thời với 8 vụ kiện tại các tòa án liên bang khác nhau trên khắp nước Mỹ sau khi gã khổng lồ công nghệ này chính thức thừa nhận đã âm thầm giảm hiệu năng trên các dòng iPhone đời cũ để bù đắp cho hiệu suất pin kém và không thông báo cho người dùng về sự thay đổi này. Hôm 24 tháng 12, Apple đã lần đầu tiên thừa nhận điều chỉnh hệ điều hành để bảo vệ tuổi thọ pin các dòng iPhone đời cũ như 6, 6 Plus, SE và 7. Apple cho biết nếu không điều chỉnh, các điện thoại này sẽ dễ bị sập nguồn để ngăn các bộ phận trong máy bị cháy. Bản tin thời sự của Đài truyền hình Bạc Liêu đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.